Bác sĩ nói gì về các phương pháp làm đẹp dân gian? Bỏ túi ngay công thức trị nám từ lá tía tô cực kỳ an toàn. Tía tô để mờ nám ấy à? Trong thành phần của tía tô có một số những cái loại axit béo như là omega 3 này, 6 này, 9 này, hoặc là vitamin A, vitamin C, hoặc là axit stearic. Nhìn chung là đều có lợi cho da đấy. Nhưng mà tuy nhiên là mình chỉ dừng lại ở cái việc xông hơi cho da thôi. Và mình không nên sử dụng trực tiếp là tía tô để bôi lên mặt nhá, bởi vì nó sẽ có nguy cơ nám quay trở lại nhiều hơn và phức tạp hơn rất là nhiều luôn. Trong nước vô gạo thì cũng có chứa rất là nhiều vitamin nhóm B này, rồi là một số những loại axit như là axit phytic này, đều có tác dụng hỗ trợ làm đẹp da. Nhưng mà tuy nhiên là không phải da nào cũng nên sử dụng phương pháp này đâu. Phương pháp này nó sẽ phù hợp cho những đối tượng như là mẹ hay là bà của chúng ta ngày xưa thôi. Và hiện nay thì không thiếu những cái sản phẩm chăm sóc da đâu, và chúng ta nên ưu tiên lựa chọn những cái phương pháp khoa học nhé. Cho em hỏi ở đây có chị nào không sờ mụn nhưng mà chỉ sờ thăm không ạ? Nếu có thì xem hết cái clip này của Nhung nha. Trong thành phần của nghệ thì sẽ có hoạt chất chính là curcumin, có tác dụng mờ thâm và sáng da nhé. Cách này thì có thể áp dụng cho những bạn mà có kinh tế ít này. Tuy nhiên là khi mà mình trộn nghệ với sữa chua ấy thì cái thời gian bảo quản nó sẽ không được lâu đâu. Nếu mà muốn giảm thâm ấy thì hiện nay có vô vàn những cái hoạt chất tác dụng nhanh và hiệu quả hơn, thì vậy thì tại sao chúng ta không chọn, đúng không?